Tôi là người Việt Nam, vào thế giới này chỉ làm lông mi mà thôi. Nếu quý vị đang gặp khó khăn trong những lúc tháo gỡ lông mi, tìm mi hay những ai đã bỏ cuộc do sự khó khăn khi nối lông mi, thì phương pháp nối mi nhiều lớp chỉ dùng có một tay để nối từng sợi riêng biệt mà không làm lông mi dính lại với nhau, được mệnh danh là bửu bối chân kinh của Đen Nhiều Phú, sẽ giúp cho quý vị giải quyết vấn đề này. Với lớp học 5 ngày, quý vị không những chỉ học nối mi mà quý vị còn được học về lông mi trong đời sống hàng ngày, chẳng hạn như trong thần học, triết lý học, vật lý học, hóa học, sinh vật học. Và sau 5 ngày học, quý vị sẽ được cấp bằng chứng nhận Certificate. Đen Nhầu sẽ có lớp học tại San Jose từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 năm 2016. Muốn biết thêm chi tiết về lớp học Franchise, Partnership, Wholesale, xin quý vị liên lạc 714-531-0979, 714-531-0979 hoặc vào trang nhà lomilashes.com. Đình Nhậu xin chào quý vị đến với chương trình Long Mi về đời sống. Hôm nay Đình Nhậu có một chương trình rất là đặc biệt và Đình Nhậu thường mình gọi là Long Mi về đời sống, nhưng mà hôm nay Đình Nhậu có một cái phần nhỏ trong Long Mi về đời sống. Đình Nhậu đặt cái chương trình hôm nay là kiến ăn cá, cá ăn kiến. Quý vị phải thắc mắc về vụ này, không biết vụ gì mà kiến ăn cá ăn kiến phải không? Vì hôm nay Đình Nhậu có một vị khách mời rất là đặc biệt. Và chị này giống như một người chị của Đinh Nhầu, đã từng phỏng vấn Đinh Nhầu trên đài. Hôm nay Đinh Nhầu có cơ hội được phỏng vấn lại chị, cho nên Đinh Nhầu mới gọi cá ăn kiến ăn cá. Và đặc biệt chị này là một trong những người đầu tiên quen với Đinh Nhầu trong lúc mà Đinh Nhầu khởi sự làm về gắn tóc nè, gắn lông mi nè. Mà hồi nãy trong phòng đó Đinh Nhầu, chị với Đinh Nhầu có trò chuyện với nhau là gắn lông dài xong gắn lông ngắn, tức nghĩa là gì, là lúc trước Đinh Nhầu gắn tóc cho chị, rồi sau đó Đinh Nhầu gắn lông mi cho chị. Thì một người chị đặc biệt xin giới thiệu với quý vị, chị Giáng Ngọc. Giáng Ngọc xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả ở khắp mọi nơi, đặc biệt đến với chương trình Long Mi và Đời Sống. Đây là một cái chương trình đầu tiên, cho nên thưa quý vị, Giáng Ngọc cũng rất là vui để được Đen Nhậu Phú mời lên trong chương trình. Đặc biệt như Đen Nhậu Phú cũng đã giới thiệu qua đó, thì Giáng Ngọc cũng đã biết Đen Nhậu Phú từ khi mà Đen Nhậu Phú mới bắt đầu bước vào trong nghề. Từ lúc mà em chỉ có mới có mướn một cái chỗ rất là nhỏ, rồi gắn tóc. Rồi từ từ em bước những cái bước rất là vững chắc trong cái con đường sự nghiệp của mình. Nhưng mà nếu mà nói là vững chắc thì chắc chắn không phải cái gì nó cũng đến dễ dàng, cũng phải cần rất nhiều những cái khó khăn mà Đen Nhậu Phú mới có được cái sự thành công giống như ngày hôm nay. Thành ra đó một cái điều mà Giáng Ngọc lúc nào cũng rất là trân quý tánh tình của Đen Nhậu Phú cũng như cái công việc của em. Cảm ơn chị Giáng Ngọc khen, hai chị em khen qua khen lại. Là quý vị biết không, trong những lúc mà mình bước vào một cái ngành nghề khác, từ cái computer qua cái công việc làm tóc, và Đinh Nhồ rất là sợ, không biết là nó có đạt được cái mục đích của mình muốn hay là không. Nhưng mà rất là may mắn là Đinh Nhồ gặp được chị Lina Trăng Đài nè, chị Thanh Hà nè, chị Giáng Ngọc nè, chị Thi Vi, không là bốn những người đầu tiên mà Đinh Nhồ gặp. Rồi sau đó với chị quý chị đó, quý Đinh Nhồ, rồi sau đó giới thiệu mọi người khác đến. Thì trong cộng đồng Việt Nam biết Đinh Nhồ qua cái lần đầu tiên, em nhớ lần đầu tiên em bỏ cái chữ Lê Nhồ Phú ở trên đường Bô Sa, trong cái tiệm tóc nhỏ trên cái trong khu Thành Mỹ đó, thì có rất là nhiều người ngạc nhiên. Em mới kể chị nghe phải không, là ủa Đinh Nhồ Phú từ đâu xuất hiện? Tại vì từ một công việc mình cũng đi từ từ lên, cho tí mình trước khi mình muốn làm một cái tiệm gì đó mình phải đi làm công cho người ta để mà lấy kinh nghiệm mới mở. Còn này tự nhiên đâu nó xuất hiện liền trong đó, thì người ta hỏi em là từ đâu đến. Nhưng mà đó là những cái sự mà như là confident, tự tin của em là do sự ủng hộ của những người đầu tiên là như chị nè, rồi chị Lina Trang Đài. Mà em nhớ lúc đó đó là em bắt đầu là em gắn tóc, thì lúc chưa gắn lông mi, rồi sau đó một thời gian thì bắt đầu em mới trở qua em gắn lông mi, và chị vẫn tiếp tục em trong cái vụ gắn lông mi, nhưng bữa nay thì không có gắn ha. thì chị là một trong những người phỏng vấn Đinh Nhầu đầu tiên trong đài SBTN về cái cuộc sống của Đinh Nhầu và những cái mà Đinh Nhầu đã đạt được để chia sẻ với quý vị. Thì nhờ chị mà Đinh Nhầu đã được nhiều người biết tới qua cái đài TV đó. Và hôm nay Đinh Nhầu rất là vui, giấc mơ mình đã thành sự thật, vì một ngày nào đó mình phỏng vấn là cái người phỏng vấn mình, chứ mới gọi là kiến ăn cá ăn kiến đó quý vị. Thì chị Giáng Ngọc ơi, trong em biết đó là chị xuất hiện mỗi tuần trên đài SBTN, thì cái chương trình của chị đó là Tâm Tình Nghệ Sĩ, mà trong lúc đó em không phải là nghệ sĩ, mà sao chị phỏng vấn em vậy?
Thật sự ra thì thưa quý vị, Giáng Ngọc cũng phỏng vấn rất nhiều những anh chị em nghệ sĩ lúc đó. Tại vì lúc đó thì cái chương trình thì không có cần phải hát mà chỉ cần nói chuyện thôi. Thành ra Giáng Ngọc cũng cố gắng giới thiệu một số những cái lĩnh vực để hỗ trợ cho những người làm nghệ sĩ. Đó là lý do mà tại sao mà tất cả anh chị em nghệ sĩ đều cần phải có mặt của Đen Nhiều Phú. Nếu như mình có được những cái bộ lông mi mà được gắn giữ chặt lâu thì có lẽ cái đó nó sẽ tiện lợi cho mình hơn bất cứ lúc nào hết khi mà đi ra đường. Và cái quan trọng nhất là cái bộ lông mi này nó lại giữ lâu nữa, cho nên khi mà đi show xa, chẳng hạn vừa mới ngủ dậy hoặc là chỉ cần ngủ 1-2 tiếng thôi, thức dậy đi ra ngoài phi trường, có nhiều ca sĩ không có muốn make up tại vì lúc đó mệt quá rồi, nhưng mà nhờ có cái cặp lông mi tự nhiên cái mặt của mình nó cũng sẽ đỡ, nó sẽ khác hẳn. Cho nên đó là lý do mà tại sao có nhiều ca sĩ gắn lông mi rất là nhiều và nhờ bàn tay của Đen Nhiều Phú. Khi mà nói tới những cái con đường sự nghiệp thì chắc chắn là không phải chỉ có Đen Nhiều Phú, các anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ cũng vậy, cũng như tất cả quý vị khán giả ở khắp mọi nơi bước vào nghề ai cũng gặp những cái khó khăn, nhưng mà quan trọng là cái niềm tin của mình. Nhưng mà còn nhớ lúc đó Đen Nhiều Phú gắn tóc đó thì không phải chỉ có một mình em làm, lúc đó cũng có một số những anh chị khác nữa, và các bạn, các em cũng đều là những người rất là nổi tiếng, chẳng hạn những người đã từng make up cho rất nhiều các chương trình của các trung tâm thì họ đã có cái tên tuổi sẵn, cho nên các ca sĩ đã quen với cái tên của họ rồi. Khi mà giao cho một cái người hoàn toàn mới giống như em thì ai cũng cảm thấy là không biết có được hay không, hay không biết có tên hay không. Thì cũng phải nói là mình cũng nói là thôi bây giờ cho các em một cái cơ hội, tại vì cái gì nó cũng phải có một cái cơ hội đầu tiên. Nhưng mà nhờ cái cơ hội đó mà sau cái lần đó là tự nhiên mình thấy oh wow, đây là một người mà phải nói là rất là có cái tay nghề, mà lại có cái lòng đam mê, cũng như là thật sự mình nói đây là cái nghề nghiệp, tức là cái đạo đức nghề nghiệp mới là cái quan trọng luôn nữa. Tức là làm bằng một cái đạo đức, tức là lúc nào cũng muốn là giữ gìn, chứ không phải là làm xong lấy tiền rồi thôi. Chị nghĩ cái đó là cái lý do tại sao mà em thành công. Cảm ơn chị Giáng Ngọc. Quý vị có biết không, một người mà nhận ra sự việc và nhận ra người đó thì người đó chắc chắn mới thành công, mới nhận ra được người kia làm được việc. Chắc chắn như vậy. Như là chị, ý em nói là chị Giáng Ngọc cũng thành công trong cái khó khăn mà ngoài những khó khăn trong cuộc đời riêng ra, nhưng mà tại mình đang nói về thế giới lông mi, cho nên nó có lúc nào mà chị gắn lông mi chị thấy khó không? Đúng là chị đang bận quá, chị gắn lên con đậu con bay hay nó gớt xuống có hay là chứ. Cái chuyện đó là chuyện bình thường, gần cả sân khấu mà con gắn chưa được. Không có, tại vì thật sự có cái câu chuyện nào vui đó buồn là những không cái vui trong cái đời nghệ sĩ thôi. Gắn lông mi á thì cái lúc mà mình rộng rãi thời gian thì mình gắn rất là nhanh, tại vì có lẽ lúc đó lòng mình nó relax, mình không cảm thấy bị áp lực từ cái thời gian, cho nên mình gắn nhanh lắm. Còn những cái lúc mà mình nói ô mình phải gắn liền, chẳng hạn như có những cái show chẳng không đi 2 ngày liên tiếp, thì cái show đó là mình đi cho tới khoảng chừng 1-2 giờ tối, thì sáng cái mình phải bay thiệt là sớm, tại qua ngày hôm sau thì chương trình gây quỹ cho chùa thì thường thường làm buổi trưa, cho nên phải bay qua rất là sớm, và khi bay tới như vậy thì chỉ kịp để make up trên máy bay và bước xuống thay cái áo dài rồi là đi ra sân khấu làm nguyên một ngày, cho nên cái thời gian make up nó không có dễ, mà nhất là ngồi trên máy bay mà gắn lông mi thì em biết cái máy bay nó cứ nhảy lên nhảy xuống như vậy, làm sao mà gắn cho kỹ, lại không có kiến to nữa, cho nên nói chung là, với lại bây giờ nói thiệt ra thì thưa quý vị, mình gắn lông mi cái tay của mình hoặc là nhiều khi cái mắt của mình mà mình không có thấy rõ thì nó cũng sẽ khó để cho mình giữ được cái lông mi mình nó đàng hoàng, cứ gắn con sụp con nhất con lên cái con mắt bài. Nó khác hẳn liền, khác hẳn liền. Cho nên nhiều khi mỗi lần như vậy thì phải nói rất là cực. Nhưng mà nhiều khi mình gắn lông mi mà như Đen Nhiều Phú mà gắn bằng cách mà tension, tức là gắn vào cái lông mi của mình đó, thì mình đỡ hơn nhiều. Mình làm makeup nhanh lắm. Mỗi lần mà chị gắn như vậy thì làm makeup rất là nhanh, chỉ cần sơ sơ một tí xíu thôi là đã ok rồi, không có cần phải gắn nhiều, mất thời gian, nhất là gắn lông mi. Chị Giang Ngọc nói đúng đó quý vị. Tuy là dễ tỷ mình không gắn lông mi attention từng cộng như của Đen Nhiều, nhưng mà cái từng cộng của Đen Nhiều có thể giúp người ta gắn lông mi một cái miếng lên rất là dễ luôn. Tại gắn từng cộng lên xong cái bắt đầu cái nó có cái basic đó, cái điểm tựa, cái mình dùng lông mi giả mình bỏ lên, giống như Đen Nhiều làm cho Christina Aguilera cũng vậy. Bình thường là shadow của lông mi của Đen Nhiều bình thường, nhưng mà lúc lên cái sân khấu đó cần một cái lông mi thật là to và dày thì họ mới bỏ cái lông mi miếng lên trên đó, mà bỏ rất là nhanh và rất là đẹp, mà nó có 2 cái layer họ mới bấm lại với nhau, dùng cái mascara quét lên, cho nên nó sẽ được 2 lớp mới dày mà gắn rất là dễ. Mà nãy chị Giáng Ngọc có mention về vấn đề là người đó phải tập trung gắn mới được, phải không chị? Nếu mình không tập trung, mình gắn nó chật vuột thì trong cái ngành lông mi của Đen Nhiều cũng vậy, mình cần một sự thiền định. Đen Nhiều thường đặt là thiền định, còn bên đạo Công giáo mình gọi là tịnh tâm.
Mình lần một em dạy học sinh em đó, mỗi một cái lông mi mình đặt vô trong lông mi của người ta, mình để cái tâm với cái lòng mình vô, giống như một mân khôi mình liền một cái chuỗi hạt, mình niệm một cái niệm Phật hay là một niệm một cái lời của Maria cũng vậy, thì một cái mân khôi giống như một cọng lông mi gắn vào như một cái mân khôi để truyền những cái tâm tư tình cảm vô con người đó, thì mình tập trung như vậy đó, thì mình gắn nó không dính lại với nhau mà gắn nhanh nữa, tại nó không bị rớt như chị nói. Chắc chắn là riêng miếng xong mới gắn một miếng không, rồi xong cái lông mi nó ra thật là đẹp, chị biết sao không? Thì mình gửi cái tâm tư mình vô cái lông mi đó và cái tâm mình nó thiền định, mình nó rõ ràng, nó trong tâm làm nó trong sạch, trên cái lộ lông mi nó ra đẹp. Giống như em ví dụ giống như bức tranh vậy đó, mình vẽ một bức tranh mà tại sao bức tranh nó vẽ xong người ta nhìn vô có hồn, còn một bức tranh vẽ vô xong không có hồn. Một lá thơ cũng vậy, viết xong vừa đọc xong đấy là chạy khóc mù trời mù đất, đi mượn tiền gửi về Việt Nam. Còn một lá thơ viết xong đấy là nhìn muốn xé dục, là tại vì cái lá thơ không có thật và không có đúng, phải không chị? Thì đó những cái mà chị Giáng Ngọc chia sẻ. Và ngoài những cái việc mà khó khăn về gắn lông mi, vậy gì còn có khó khăn gì trong đời nữa không? Thật sự khi mà nói tới cái vấn đề khó khăn trong đời sống á, ngoài cái vấn đề mà gắn lông mi ra đó, thì có lẽ rất nhiều những cái khó khăn quan trọng nhất là làm sao để giữ mình sống lâu trong cái nghệ thuật sân khấu. Bởi vì chính bản thân Daniel Phú cũng biết là người ta nói cái câu là sống sau dồn sống trước. Chẳng hạn em nói cái câu đầu tiên khi bắt đầu chương trình đó là kiến ăn cá ăn kiến đó. Thì nghệ sĩ cũng vậy, tức là nếu như mà mình không có trau dồi, mình không có giữ cho mình được một cái nghề nghiệp vững chắc, hoặc là mình không có trau dồi, thì chắc chắn là mình sẽ có những đàn em đi sau sẽ vượt bực qua, và từ đó đi mình sẽ mất cái chỗ đứng trong cái nghệ thuật của mình. Đối với riêng Ánh Ngọc thì Giáng Ngọc cũng chấp nhận điều đó ngay từ đầu, tức là đương nhiên là mình phải biết nghệ sĩ cũng có một lúc nào đó mình sẽ có những người em họ sẽ giỏi hơn, họ sẽ có những cái trình độ hơn mình để mà tiếp tục cái con đường đó của mình. Cái đó là một cái niềm vui đối với nghệ thuật, nhưng mà mình cũng ráng cố gắng giữ. Thành ra mình làm cái gì bằng cái sự đam mê, và đã trải qua, như chắc quý vị khán giả cũng biết, là Giáng Ngọc cũng giống như Daniel Phú, tức là cũng nhiều nghề lắm chứ không phải chỉ riêng một nghề. Chẳng hạn Daniel Phú là từ gắn tóc cho tới gắn lông mi, sau đó sản xuất lông mi, rồi dạy học, tức là nhiều thứ. Thì chính bản thân Giáng Ngọc trong nghề nghệ thuật thì Giáng Ngọc cũng đi hát ngay từ những phút đầu tiên. Lúc đó là ba Giáng Ngọc là nhạc sĩ Tùng Giang, thì ông đưa Giáng Ngọc bước vào nghề trước tiên. Rồi sau đó cùng gia nhập với nhóm Ma Nữ Đa Tình, Ngũ Lân Công Chúa, để quay những cái DVD thời đó với lại trung tâm Hollywood Night hay là May Production. Rồi sau đó nữa thì lại bắt đầu bước qua nghệ thuật về ca dân ca và kịch trong chương trình của Vân Sơn. Rồi một thời gian sau đó nữa mới bắt đầu bước qua cái lĩnh vực làm TV, làm host cho show Giáng Ngọc Show, kéo dài tới giờ đã là 14 năm mấy, gần 15 năm rồi. Không bao giờ mình nghĩ là mình làm một cái nghề nào mà nó kéo dài gần cả mười mấy năm như vậy. Rồi bây giờ thì nhờ như vậy mà mình tập được cái tánh là mình lưu loát trong vấn đề ăn nói. Cho nên mình mới nhận và đi rất là nhiều những cái chương trình trong những cái lần MC gây quỹ cho các nơi. Cảm ơn chị Giáng Ngọc. Hồi nãy chị Giáng Ngọc có mention về cái câu là kiến ăn cá, cá ăn kiến. Tức nghĩa là cái câu đó nó đi sâu về vấn đề một chút xíu, là ý mình nói giống như là cái câu em đặt để cho nó dí dỏm, để cho mình hôm nay chị phỏng vấn em phỏng vấn chị, mà em muốn gửi một cái thông điệp đến mọi người là đừng bao giờ mình chê người kia. Đúng rồi. Hay là mình làm gì người kia thì người khác sẽ làm lại cho mình, đó là nhân quả. Cái câu đến giờ muốn nhấn mạnh cái điều đó, và đến giờ mượn cái câu này để làm một cái dí dỏm cho cái câu phỏng vấn trong ngày hôm nay. Và một cái câu khác nó cũng tương đương mà chị Giáng Ngọc có mention là che già thì măng mọc, trẻ nó lớn lên mình vẫn vui vẻ với nó. Nên nhân nhau có cái câu thường nói trên đài là gì? Tôi mà làm được thì bạn sẽ làm được và làm còn tốt hơn tôi nữa. Đó, cái câu đó là gì? Là cái câu đó mà bữa hổm có cái cô kia phỏng vấn Đinh Nhầu, thì hỏi Đinh Nhầu là tại sao dùng cái câu đó. Tại vì cái câu đó Đinh Nhầu sẽ nhắc lại, nếu quý vị đã nghe rồi thì bây giờ nghe lại đó nha. Thì mình biết một ngày nào đó thì mình sẽ đi xuống, hoặc người khác thì đi lên, cái đó là che dài măng mọc. Nhưng mà mình nói được cái điều đó gì? Mình chuẩn bị con đường đi xuống sẽ có bông, có hoa và người dìu mình xuống êm đẹp, chứ không phải là khóc la ôm sầm. Không phải đạp xuống mà gãy xuống, không cho xuống rồi gãy xuống. Giống như sáng mà kêu đi học, sáng đừng nhớ con nhỏ đó. Sáng mỗi lần kêu đi học kêu như kêu đò vậy đó, gãy ra khỏi giường nó gãy giường lại. Cái đó là cái lý do mà tại sao mà Giáng Ngọc nghĩ là rất là quý, tại vì như người ta nói là em là một cái người giỏi và cái nghề của em là
là hiện giờ lại đang làm một cái nghề kiếm tiền. Chẳng hạn như là nếu như mình lấy cái kinh nghiệm đó mình dạy lại cho những người em của mình thì đương nhiên là em sẽ có những cái cạnh tranh trong cái công việc, nhưng mà em vẫn làm chuyện đó bởi vì mình nghĩ là mình khi mà mình đến lúc nào đó mà mình không còn làm trong cái nghề này nữa thì mình có biết bao nhiêu người đang làm những cái việc mà mình đã làm trước đây thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Thì chính bản thân Giáng Ngọc cũng nghĩ ông giống như vậy, tức là miễn là có các em để mình nhìn thấy được cái sự phát triển trong cái ngành nghề mà mình đã chọn lựa thì cái đó là một cái điều hạnh phúc. Chứ còn có một cái câu mà Giáng Ngọc cũng thấy rất là có lý, chẳng hạn như là người ta nói là mình đi coi bói để làm cái gì. Nếu mà mình hỏi về cái hiện tại của mình như thế nào thì mình chỉ cần nhìn cái quá khứ của mình làm được gì thì cái đó là những cái vun đắp cho cái hiện tại của mình. Và mình cần gì phải coi tương lai làm gì, nếu mà mình làm gì được cho hiện tại thì cái đó cũng sẽ là những cái đó hoa giống như em nói cho cái tương lai sau này của mình. Dạ, cái câu đó rất là hay, hiện tại tương lai quá khứ. Quá khứ thì hối tiếc, và hiện tại thì sao? Lo lắng. Và tương lai thì lại mong chờ. Cho nên cuộc sống mình đã xáo trộn vậy. Cho nên để nhờ mượn cái câu của chị Giáng Ngọc để nhờ nói điều đó, thì đó những cái trong quá khứ thì mình có hối tiếc thiệt, nhưng mà những cái nào đáng thì mình nhớ, để mình ghi nhớ những cái ngày đó, nhưng mà mình không làm gì với nó. Còn cái hiện tại thì mình lo lắng. Thì mình lo lắng là gì? Những cái gì mình đang bằng lòng với cái hiện tại, và mình vui với cái hiện tại của mình, để mình biết là một ngày nào đó mình không mất được cái thời gian mình đã spend trong thời gian này. Còn cái quá khứ, ở tương lai thì lại là mong chờ. Mong chờ thì một cái chuyện mong chờ, ai cũng thể trong cuộc đời mình phải có cái dream, có một giấc mơ, một cái hy vọng. Nhưng mà mình làm gì với nó để mình build lên nó, mình giữ dành nó, chứ không phải là ngồi mong chờ một cách vô lý. Giống như hồi nãy là không phải là bây giờ tôi làm được và bạn sẽ làm được, làm tốt hơn nữa. Vì lý đó là giao trách nhiệm cho ta hết. Mình phải dung chồng để mình đuôi lên những cái người mới. Chị biết không? Thì cái câu đó vậy, cái câu thứ hai nó đi ra là sao? Lớn thiền lớn sống. Người ta nói câu lớn thiền lớn sống là mình sẽ làm cái việc lớn thì mình sẽ gặp đụng nhiều chuyện khó khăn nữa. Nhưng mà Đen Nhỏ sẽ tặng cho quý vị thêm cái câu kế tiếp của câu lớn thiền lớn sống nữa nè. Chuyện quan trọng hơn không phải lớn thiền lớn sống, mà chuyện quan trọng hơn là làm sao lái con thuyền qua khỏi con sóng. Đúng mới là chuyện quan trọng hơn. Tại vì cuộc đời ai mà chẳng có một cái sóng gió trong cuộc đời, đúng không em? Chẳng hạn như mình nói đây là mình may mắn là mình bước vào nghề, bởi vì gia đình Giáng Ngọc cũng là một gia đình nghệ sĩ, ba Giáng Ngọc đã là nghệ sĩ từ nhỏ, từ trẻ, cho nên mình bước vào nghề thì mình cũng dễ dàng hơn, tại vì có ông là cái người dìu dắt, rồi sau đó gặp các cô chú thì ai cũng đã là những người biết Giáng Ngọc từ khi Giáng Ngọc còn mới, coi như là mẹ Giáng Ngọc từ lúc có bầu rồi sanh ra mình, tức là đi ăn đầy tháng của mình luôn. Có một lần Giáng Ngọc có đi hát chung với lại chú Tuấn Ngọc. Thì chú lại là bạn rất là thân với ba Giáng Ngọc trong một cái ban nhạc ngay từ khởi đầu, đó là Strawberry Four. Thì lúc đó chú có nói một câu là chú đã từng đi ăn đầy tháng con, nhưng mà không ngờ giờ phút này lại đứng chung sân khấu với cái đứa bé mà mình nhìn thấy từ khi nó mới vừa sanh ra. Thì Giáng Ngọc cũng rất là cảm động về điều này và hãnh diện về điều này. Bởi vì mình sống trong một cái gia đình mà nghệ thuật, cho nên mình cũng được dễ dàng khi bước vào nghề. Các cô chú đều coi Giáng Ngọc giống như con cháu trong nhà, cho nên mình bước đi cũng rất là dễ. Nhưng mà nói dễ đây không phải là dễ hẳn. Nhất là trong nghệ thuật mình có rất nhiều sự cạnh tranh. Nếu mình không thực sự có đủ sức để mà đi cái con đường của mình thì có lẽ là mình cũng không, dù có quen biết cách mấy đi chăng nữa, mình cũng không đi tới đâu hết. Và không give up. Cái câu này cũng rất là exactly đối với em. Tại vì dù là mình có vững cách mấy, mà nếu như có người hơn mình thì đương nhiên mình cũng phải chịu thua thôi. Mình chúc mừng cho họ. Và mình không give up bất cứ chuyện gì, chứ không phải mình giao cho người ta vậy. Không nên giờ lợi dụng cái câu lớn thì lớn sống rồi ù lì ra không làm gì. Nhưng mà em thấy trong cuộc sống hàng ngày của chị, em không biết là như thế nào, tại em không có đi sâu vào. Nhưng mà em thấy lúc nào chị cũng vui, và lúc nào chị cũng nói chuyện mà em gọi chị, lúc nào chị cũng không có là em gọi lại chị, em nghe chị một cái gì mà phiền em là phiền Hà là bữa nay tôi bị cái này bị cái kia, em điện kia là chị cười liền, mà em cũng cười với chị. Thì em thấy chị yêu cuộc sống này rất là mãnh liệt, phải không? Tại vì chắc có lẽ là em không hiểu sâu bằng chị, là tại vì chị có con cái này kia, em thì không có con, thì tình thương của gia đình nó khác giữa một người không có con. Nếu có một cái đời sau thì chị nghĩ chị trở thành cái gì? Chị có muốn trở lại hay là chị không trở lại, hay là chị muốn thành một cái gì trong kiếp sau, là người tôi là người Việt Nam, tôi trở lại Việt Nam là thành một người mẹ, hay là thành một người chồng, thành một cái gì đó. Thật sự ra đó thì Giáng Ngọc là một cái người, nếu mà nói là
May mắn thì cũng là may mắn, nhưng mà đời sống của Giáng Ngọc Kỳ rất là cực. Tức là cực từ bé cho tới lớn, lớn lên vẫn cực. Tại vì khi mà mình nói đến cái vấn đề có gia đình đó, thì mình phải có cái trách nhiệm nhiều đối với con cái và gia đình. Nhiều khi mình làm việc cực khổ nhưng mà mình ít khi nào mà hưởng thụ cho riêng cá nhân mình lắm. Mình làm bất cứ cái gì mình cũng làm cho người khác, nghĩ cho người khác trước tiên. Lúc đó còn lại bao nhiêu thì mới là mình. Cho nên nhiều khi mình ngồi mình cứ nghĩ chứ, ô tại sao mình làm cực quá. Mình có những lúc mình cũng vẫn nghĩ như vậy, tại sao mình không được hưởng gì hết trơn mà mình cứ làm cho người khác. Mình đài bản thân mình, đó là ai? Là những người thân của mình. Cho nên thôi thì cái đó cũng như là một cái hạnh phúc của mình. Mình nhìn thấy họ hạnh phúc là mình hạnh phúc. Hy sinh. Nhưng mà thật sự ra thì Giáng Ngọc lại cảm thấy là cái điều đó, dù là bây giờ nếu có kiếp sau giống như là em đã nói thì chị vẫn làm y chang giống như vậy, không có thay đổi điều này. Bởi vì cũng trở thành một người ca sĩ, một người MC. Chẳng hạn như hồi lúc lúc mà thưa quý vị, Giáng Ngọc và ba Giáng Ngọc, lúc mà ba Giáng Ngọc mất cách đây cũng 7 năm rồi. Thì vừa rồi cái tháng 6 cũng là cái giỗ thứ 7 của ông. Thì trước khi mà ông mất á, thì cũng có một khoảng thời gian bị bệnh, thì Giáng Ngọc cũng bên cạnh ông rất là nhiều trong những thời gian đó. Cũng như cái đám tang của ba Giáng Ngọc thì Giáng Ngọc cũng là cái người đứng bên cạnh ông khi làm mà tròn ông nhiệm mất vụ cái giờ con. Cuối. Và Giáng Ngọc làm tròn cái nhiệm vụ của mình, cho nên khi mà ông mất rồi á, mình cảm thấy mình nhẹ nhàng lắm. Mà cũng bà tiền đây Giáng Ngọc phải cảm ơn Đen Nhiều Phú một điều là Giáng Ngọc còn nhớ có một lần. Lúc đó thì Giáng Ngọc có liên lạc qua với ông, nhưng mà ông kiểu như ít khi nào mà thổ lộ về cái ô mình bị nặng hay là than thở lắm. Tánh ba Giáng Ngọc là một cái người rất là tự lập, cho nên ông cũng sợ. Nhưng mà Đen Nhiều Phú là người đã nhắc Giáng Ngọc điều này và nói là em thấy hình như bác bị nặng lắm. Và Giáng Ngọc thấy rất là thương Đen Nhiều Phú về cái câu này. Đó là lý do mà sau này Giáng Ngọc lúc nào cũng nghĩ trong lòng là những cái giây phút cuối mà Giáng Ngọc đã làm được tất cả những cái điều đó cũng một phần là nhờ Đen Nhiều Phú. Dạ, cảm ơn chị Giáng Ngọc. Thì Đen Nhiều có nói rồi đó, là Đen Nhiều đến thăm chú xong, Đen Nhiều thấy vậy, Đen Nhiều mới điện thoại với chị Giáng Ngọc. Thì chị nhắc chừng thôi, tại mình không biết ở trong gia đình như thế nào. Nhưng mà chị Giáng Ngọc đã nhận được điều đó và đã làm được điều đó. Thì đó là Đen Nhiều mừng nhất, còn hơn là cho Đen Nhiều một sòn với vàng nữa. Cảm ơn quý vị. Thì cái chương trình nó sẽ còn sắp sửa hết, và cái mình sẽ ngưng tại đây để quảng cáo. Bởi vì có biết không, mỗi lúc mà chương trình mình cũng làm giống người ta đi. Bà nói chuyện xong cái tới khúc hay á, ngưng lại quảng cáo. Thì bây giờ mình cũng vậy, ngưng lại quảng cáo. Thì quý vị tiếp tục giữ trên làn sóng này, và chúng tôi sẽ trở lại trong một cái phút quảng cáo của Đen Nhiều. Rồi cảm ơn quý vị, và Đen Nhiều sẽ trở lại với Ngọc trong chương trình sau trong một phút của quảng cáo. Tôi là người Việt Nam, vào thế giới này chỉ làm lông mi mà thôi. Nếu quý vị đang gặp khó khăn trong những lúc tháo gỡ lông mi, tìm mi, hay những ai đã bỏ cuộc do sự khó khăn khi nối lông mi, thì phương pháp nối mi nhiều lớp chỉ dùng có một tay để nối từng sợi riêng biệt mà không làm lông mi dính lại với nhau, được mệnh danh là biểu bối chân kinh của Đen Nhiều Phú, sẽ giúp cho quý vị giải quyết vấn đề này. Với lớp học 5 ngày, quý vị không những chỉ học nối mi mà quý vị còn được học về lông mi trong đời sống hàng ngày, chẳng hạn như trong thần học, triết lý học, vật lý học, hóa học, sinh vật học. Và sau 5 ngày học, quý vị sẽ được cấp bằng chứng nhận certificate. Đen Nhiều sẽ có lớp học tại San Jose từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 năm 2016. Muốn biết thêm chi tiết về lớp học franchise, partnership, wholesale, xin quý vị liên lạc 714-531-0979, 714-531-0979, hoặc vào trang nhà lomilashes.com. Lông mi và đời sống. Đen Nhiều xin kính chào quý vị và trở lại tiếp tục chương trình hôm nay, được gọi là kiến ăn cá ăn kiến, giữa Đen Nhiều với chị Giáng Ngọc. Thì sau quảng cáo này, bây giờ Đen Nhiều tiếp tục sẽ hỏi chị một câu hỏi nữa, mà tại vì kiến ăn cá ăn kiến mà, thì giờ phải ăn ngược lại. Chị Giáng Ngọc ơi, trong chương trình 14 năm chị đã hoạt động, thì em muốn update cái hoạt động của chị. Bây giờ chị đang làm gì, và trong tương lai chị có dự định trong cái tương lai
trong cái hoạt động của chị như thế nào, chị có thể chia sẻ với quý vị được không? Cảm ơn em rất là nhiều về câu hỏi này, cũng như là Giang Ngọc phải nói là trước tiên phải cảm ơn khán giả, tại vì nhờ cái tình thương của khán giả mà mình mới sống trong nghề được bao nhiêu năm nay. Nhưng mà cái quan trọng nhất là gì, hồi nãy Giang Ngọc có nói qua về cái tình cha con của Giang Ngọc, chẳng hạn như là ba Giang Ngọc mất rồi vừa rồi tháng 6 là cũng đúng là dỗ 6 năm, 7 năm. Trong 7 năm đó thì rất nhiều, Giang Ngọc ít khi làm bất cứ một cái chương trình gì để mà kỷ niệm hoặc là nói về những cái tác phẩm của ông. Nhưng mà đây là cái lần mà Giang Ngọc nghĩ là mình phải nên làm, tại vì làm ở đây là để giữ một cái kỷ niệm cho riêng cá nhân Giáng Ngọc với những dòng nhạc của bố Giáng Ngọc là nhạc sĩ Tùng Giang. Bên cạnh đó là có thể chia sẻ với khán giả để mà khán giả cùng thưởng thức những cái sáng tác của ông. Và cái quan trọng nhất nữa là Giáng Ngọc muốn làm một cái CD với những cái bài hát của ba Giáng Ngọc để dành tặng cho mẹ. Tại vì mẹ Giáng Ngọc là một cái người mà đã sống với ba Giáng Ngọc từ khi mà bà còn con gái cho tới khi ba Giáng Ngọc sanh cho ba Giáng Ngọc được tất cả là 5 người con. Và sống cho tới giờ phút này chịu đựng ông. Tại vì quý vị biết là nghệ sĩ thì lúc nào cũng rất là lãng mạn, cho nên một người đàn bà mà phải chịu đựng một người chồng như là ba Giáng Ngọc thì bao nhiêu năm trời như vậy. Nhưng mà bà đã vẫn sống như vậy và tới giờ vẫn sống một mình chung với con cái. Thành ra nhiều khi mà mỗi lần mà nhắc tới bố Giáng Ngọc là mẹ Giáng Ngọc vẫn rơm rớm nước mắt, dù là hai người sau thời gian sau này thì cũng không ở với nhau nữa, nhưng mà cái đó vẫn là một cái gì đó đẹp kỷ nhất niệm trong cuộc đời của bà. Nên đó là lý do mà tại sao mà Giáng Ngọc muốn thực hiện cuốn CD này để tặng cho bà. Thì Giáng Ngọc biết chắc 100% là lúc mà Giáng Ngọc thực hiện CD này thì thật sự ra là do anh Huỳnh Nhật Tân là cái người đã giúp Giáng Ngọc hỗ trợ để thực hiện cuốn CD này với 10 bài, trong đó có 2 bài ba Giáng Ngọc đã viết cùng với một số những người bạn đã cùng đứng chung với ba Giáng Ngọc trước đây trong những chương trình nhạc trẻ, đó là chú Nam Lộc và chú Trường Kỳ. Nhạc phẩm Anh Đã Quên Mùa Thu cũng là chủ đề cuốn CD này, là một sáng tác do Tùng Giang và chú Trường Kỳ viết chung. Và cái bài mà Giáng Ngọc cũng hát trong cuốn CD này đó là Biết Đến Thuở Nào, bài này cũng là một sáng tác của ba Giáng Ngọc và nhạc sĩ Trường Kỳ. Cho nên hai bài này là những cái kỷ niệm mà cũng ba Giáng Ngọc với những người bạn rất là thân. Ngày xưa thì có mỗi lần nhắc tới là cái Trường Kỳ, Tùng Giang, Nam Lộc, đó là ba, là đó lý do mà Giáng Ngọc chọn hai cái bài này cùng với những cái bài trong cái tập nhạc của ba Giáng Ngọc. Thì Giáng Ngọc sẽ có một cái ngày ra mắt ở tại Blue vào ngày 9 tháng 9. Nhưng mà thật sự ra thì Giáng Ngọc cũng xin cáo lỗi cùng với tất cả quý vị khán giả là cái đêm hôm đó là Giáng Ngọc sẽ không có bán vé, mà chỉ mời những anh chị, những cô chú, những người bạn ngày xưa của ba Giáng Ngọc và những người anh em mà có tình thương mà Giáng Ngọc đã thương mến. Rồi sau đó thì Giáng Ngọc sẽ đi các tiểu bang và phát hành cuốn CD này, thì hy vọng là sẽ gửi tận tay tất cả các cô chú ở khắp nơi để nghe lại những dòng nhạc của ba Giáng Ngọc. Thì đó là những cái chia sẻ nhỏ nhỏ mà Giáng Ngọc cảm thấy vui lắm, tại vì cái CD thì hiện giờ chưa có xong, đã hoàn thành xong, có master rồi, nhưng mà chưa có in. Và Huy Kim cũng là người đã chụp cho Giáng Ngọc rất nhiều những tấm hình đẹp trong cuốn CD này. Hy vọng là cái ngày đó cũng sẽ có em, là một đứa em mà Giáng Ngọc rất là thương, trong cái chương trình ra mắt cuốn CD của Giáng Ngọc. Rồi sắp tới đây Giáng Ngọc cũng sẽ có một cái show vào tháng 7 ngày 22 ở tại Vũ Trường Blue. Mình tiếp tục làm show vậy hoài đó. Nhưng mà cái chương trình này không phải riêng của Giáng Ngọc, mà chương trình này là của các anh chị em nghệ sĩ với Tình Đời Nghệ Sĩ 2 sẽ được tổ chức tại Blue. Cái chương trình này là một chương trình của các nghệ sĩ làm chung với nhau. Cho nên Giáng Ngọc cũng hy vọng là cái chương trình đó thì quý vị khán giả sẽ đến ủng hộ. Giáng Ngọc cầm cái poster flyer nhỏ nhỏ để khoe với tất cả quý vị tại Blue vào ngày thứ 6 22 tháng 7 thì các anh chị xin hãy liên lạc với lại ban tổ chức cũng như là liên lạc với lại Blue để mà có vé. Thì cái số phone quý vị có thể liên lạc với chị Khánh Liên ở số phone là 714-352-9292, 714-352-9292. Thì Giáng Ngọc cũng biết chắc là Daniel Phú nếu mà không bận thì cũng sẽ ghé tới, tại vì Daniel là một cái người mà lúc nào cũng ủng hộ rất là nhiều cho anh chị em nghệ sĩ cũng như những chương trình từ thiện ở khắp mọi nơi. Em nghĩ đó thì em nghĩ chắc hồi kiếp trước em là nghệ sĩ. Nhưng mà chắc có lẽ nhưng mà em hát cũng hay lắm mà. Nhưng mà chắc có lẽ là tại vì kiếp trước chắc em cũng là nghệ sĩ, nhưng mà em bể bầu show nhiều quá. Em ương ngạnh quá là em lên em hóng hát quá. Hóng hát quá cho nên kiếp này nó đại lợi. Đại lợi mà muốn ca lắm mà ca không được, mà muốn nghệ sĩ mà nghệ không được, nhưng mà thôi kệ, giúp lại nghệ sĩ. Vì mình cũng là người nghệ sĩ. Em nói ca ca không được là tại vì thật sự ra thì làm ca hát cái thứ nhất là cực hơn, là cái thứ hai là kiếm tiền ít hơn nè, còn làm lông mi kiếm tiền nhiều hơn.
Tùy theo cái mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà mỗi người có một cái số income khác nhau. Nhưng mà con chưa chắc gì là làm lông mi mà giàu bằng nghệ sĩ. Thấy không? Đó, đâu có biết. Thì chị biết đúng là như vậy. Tức là lông mi thì giống như cái đời sống, bất cứ cái đời sống nào cũng vậy thưa quý vị. Tức là mình nói đây là có người kiếm được nhiều, có người kiếm được ít, chứ không phải ai cũng kiếm được nhiều, đúng không? Cho nên Giáng Ngọc nghĩ là cái quan trọng nhất là thôi thì cái đời sống trời đã cho mình bao nhiêu thì mình vui bấy nhiêu. Như hồi nãy em có nói chứ, ô tại sao chị Giáng Ngọc cứ cười hoài, hoặc là em cứ cười hoài. Là tại bây giờ mình chấp nhận với cái cuộc sống của mình. Mình khổ hay nghèo hay là gì thì cho thôi, mình không bằng người ta. Nhưng mà miễn là mình thanh thản với cái trái tim của mình, mình thức dậy mình không cảm thấy là ồ mình làm gì sai. Mình vui vẫn rồi. Biết là cái chuyện gì tới nó sẽ tới, và mình hứa với lòng mình là mình phải hoàn thành cái điều đó cho nó tốt đẹp. Như vậy là mình cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, đúng không em? Hồi nãy chị có mention là chú mất, chứ chú đã mất được 7 năm. Phải không? 7 năm. Thì có một cái câu chuyện về tình cha con, thì hôm trước Daniel đã kể trong chương trình của Nguyễn Anh Chính, chú Nguyễn Anh Chính, thì hôm nay nhân đây chị cũng là con của chú, cho nên em sẽ kể cho chị nghe một câu chuyện một người con và một người cha. Thì cái câu chuyện được kể như vậy là chị, anh tặng cho quý vị và tặng chị Giáng Ngọc luôn. Một cái anh chàng đó sống chung với một người cha của mình ở trên lầu 2 apartment. Mỗi lần anh đi làm về, anh bước lên bước thang thật là nặng nề, gây ra tiếng động, và mọi người xung quanh phàn nàn về tiếng động đó. Nhưng mà anh tiếp tục vẫn làm. Chị biết không, tiếp tục như là người ta phàn nàn cỡ nào anh vẫn làm. Rồi một ngày tiếng động đó không còn nữa, và mọi người xung quanh hỏi anh, ủa sao không còn nghe tiếng động làm ồn nữa? Thì anh trả lời như vậy: tôi sống chung với một người cha già, và người cha đó không thấy đường, cho nên mỗi lần tôi về, tôi đi một bước chân mạnh gây tiếng động để cho ba tôi biết tôi về nhà, để ba tôi không còn lo cho tôi và không còn như là mong chờ tôi nữa. Nhưng hôm nay tôi không làm như vậy nữa, vì ba tôi đã qua đời. Rồi em đứng đây em nói câu đó cái chị tự nhiên em muốn khóc liền. Dạ em cũng muốn khóc nữa, tại vì em cũng đã làm những việc rất là nhiều cho cha mẹ mình trước khi cha mẹ mình ra đi, cho nên cái chuyện mà làm chưa thấy đủ, không còn nữa chị. Dạ mà mình làm, em nói chị, giống mình làm á, mình cảm thấy chưa đủ chứ không phải là đủ. Dạ đúng rồi. Nhưng mà mình cảm thấy một phần nào mình vui đó. Tức là nhiều khi mình cứ nghĩ chứ phải chi mà mình biết trước như vậy thì mình sẽ làm tốt hơn, mình sẽ làm nhiều hơn, mình sẽ có dành thời gian cho người thân mình nhiều hơn. Cho nên cái quan trọng bây giờ, nếu mà mình đang có thì mình hãy quý những cái gì mình đang có. Cái gì mình có thể làm cho cha mẹ mình có thể làm được, làm ngay bây giờ, đừng để ngày mai. Thế chị, thì cái chương trình mới đây nhanh quá trời hả? Mới đây hết rồi mà chị em nói không đủ, nên nhờ mời chị Giáng Ngọc lên nói thôi. Giờ hai chị em mình nói chị Giáng Ngọc nói thêm một người đi, nói không, mình hai chị em nói không có đủ đâu. Tại vì ông Tám bà Tám bô xa mà. Nhưng mà Giáng Ngọc hứa với quý vị là nếu mà Daniel Phú đã có những cái chương trình mà quý vị thương mến trong những cái chương trình của S Channel, thì Giáng Ngọc sẽ có dịp lên với Daniel Phú nhiều thường xuyên nữa để mình chia sẻ tâm tình với khán giả và để quý vị thấy được cái những cái khía cạnh bên cạnh những cái gì hào quang trên sân khấu của một người nghệ sĩ. Chị xin chào quý vị đi. Giáng Ngọc cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và Giáng Ngọc mong là tất cả quý vị sẽ có một ngày thật là bình an, thật là vui tươi, và trái tim lúc nào cũng nở một nụ cười. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và mong cuộc nói chuyện này đem lợi ích cho người nói, người nghe và người xem. Nếu có gì không đúng xin tha thứ cho anh chị em. Và nhân đây Đinh Nhật cũng tặng quý vị: tôi mà làm được, bạn sẽ làm được và làm tốt hơn tôi nữa. Chân thành cảm ơn quý vị.